Xin chào, mình là Andy. Bạn là người thích nấu ăn, bạn muốn nấu ăn để tiết kiệm chi phí hay bạn muốn tự tay nấu ăn theo cách của riêng mình, nhưng bạn lại bận rộn và không có nhiều thời gian để đi mua nguyên liệu, và có lẽ việc sơ chế thức ăn trước khi nấu sẽ làm bạn tốn nhiều thời gian và công sức hơn nữa. Vậy thì đừng lo, hãy để Andy giúp bạn trong việc nấu ăn này nhé. Andy sẽ giúp cho việc nấu ăn của bạn trở nên đơn giản, dễ dàng, giúp bạn tiết kiệm được thời gian chuẩn bị và bạn sẽ không tốn quá nhiều sức để dọn dẹp căn bếp của mình nữa. Bạn chỉ cần vào trang web của Andy, chọn món ăn mà mình muốn nấu. Andy sẽ gợi ý sẵn nguyên liệu cho bạn. Nếu như bạn muốn thêm nguyên liệu nào đó cho bữa ăn, hãy tìm trên thanh tìm kiếm và cho thêm vào giỏ hàng. Khi đã lựa chọn xong bữa ăn của mình, bạn ấn gửi, vậy là xong rồi đó. Andy sẽ giúp bạn làm sạch, cắt gọt, đóng gói nguyên liệu thật cẩn thận và giao đến tận nhà bạn chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi. Sau đó, bạn chỉ việc nấu ăn theo cách của riêng mình, hoặc bạn chưa muốn nhận ngay, bạn có thể chọn khung giờ thật thích hợp để Andy giao đến cho bạn. Andy tin rằng bất kể bạn là ai, bạn cũng có thể nấu ăn, và hãy để Andy giúp bạn thực hiện điều đó thêm phần dễ dàng hơn. Andy thêm thuận tiện cho cuộc sống bận rộn.